Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài đổ màu từ cái hình star. Chúng ta đổ màu cho nó thành cái hình n. Vậy có một số điều cơ bản các bạn cần chú ý là chúng ta sẽ làm phần nền trước. Nền ở đây các bạn thấy nó chuyển sắc từ màu đỏ cam sang đến màu xanh đấy. Như vậy chúng ta sẽ tô màu gradient. Và cái hình gốc của chúng ta thì nó là background, nó đã bị khóa rồi. Vậy chúng ta sẽ chọn làm sao mà chọn ra cái hình của chú hề này, tạo thành lớp mới. Vậy chúng ta chọn bằng cách nào? Chọn từng phần trong chú hề, đó là một cách. Nhưng một cách thông minh hơn là chúng ta sẽ chọn phần nào dễ chúng ta chọn trước. Chúng ta sẽ chọn phần nền này, nó là màu trắng. Và cái phần chú hề có phải là phần ngược lại không? Ctrl Shift E đó, chúng ta đảo ngược vùng chọn và chúng ta đã có được chú hề. Ctrl G, bạn đã có được chú hề và tách cái lớp nền ra một cách rất là đơn giản. Và bây giờ chú hề này chúng ta xử lý lại để cho màu nó sắc nét lên tí xíu. Như vậy thì các bạn có thể chọn Ctrl U đó, lùi cái màu xuống để cho bản thân chú hề này cái màu đen nó được đậm lên, được chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta chỉ chỉnh được màu đen thôi, vì cái ảnh này nó là ảnh RGB, ảnh màu nhưng mà nó chỉ có màu xám thôi. Rồi chúng ta có thể chỉnh thêm nữa là Ctrl L, chúng ta sẽ dồn màu lại cho nó tập trung cái màu đó. Các bạn thấy là ảnh của chúng ta nó bắt đầu nó sắc sảo hơn tí xíu, đậm màu hơn. Đây, màu cũ nè, màu mới, màu cũ nhé, màu mới, các bạn thấy nó khác hẳn ha. Đó, những thông số rất là đơn giản. Rồi chúng ta có thể là điều chỉnh thêm, ví dụ như Ctrl M, ta sẽ điều chỉnh thêm một số cái thay đổi ở phía bên trong cái cover này, Ctrl M này. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái màu đậm nhạt. Từ từ thôi, có hai mấy giây thôi. Từ từ thôi, có hai mấy giây thôi. Rồi, chạy đi anh ơi. Rồi, ok. Như vậy là tạm được về cái phần màu sắc. Chúng ta đã có cái tóc là nó đã tương đối sắc nét rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ màu nè. Với màu nền các bạn chọn New một layer, nhớ là nằm dưới layer 1 nha, bởi vì nền của chúng ta ở dưới. Và màu sắc đầu tiên là chúng ta chọn, nó là khoảng màu ở đây đó, các bạn chọn màu ở dưới này, màu ok. Màu thứ hai là các bạn chọn màu xanh đó, màu xanh sáng tí cho nó đẹp. Rồi ok, các bạn chọn tô màu gradient và chọn chuyển sắc giữa màu đỏ và màu xanh, và nhớ kéo từ góc dưới này lên nha, kéo từ góc dưới này lên nè. Đây, kéo từ đây kéo lên. Đó, bạn còn thiếu màu gì nữa nè? Thiếu màu vàng ở giữa, đúng rồi. Như vậy màu của chúng ta các bạn phải cho thêm màu vàng ở giữa nữa. Vậy ở giữa này chúng ta sẽ đặt nó là màu vàng giữa nè. Ok, rồi kéo lại nha. Đây, như vậy nó là màu của chúng ta. Các bạn chọn đỏ vàng xanh, được chưa? Vậy cái này chúng ta đã hoàn thiện. Ở đây người ta chọn cái màu đỏ nó nhiều hơn màu xanh. Nếu mà các bạn muốn giống hơn nữa thì các bạn chỉnh cái màu vàng này về phía bên này tí xíu. Và chúng ta tô lại. Đấy, như vậy chúng ta thấy là cái màu nó càng ngày càng dọn về. Chúng ta cứ chỉnh thêm ở đây, dọn cái phần màu vàng về phía bên này, đỏ nhiều hơn chúng ta dọn vô. Và chúng ta chỉnh, chúng ta tô màu. Vậy các bạn thấy là màu đỏ nó đã tiến lên dần dần rồi đó.
Rồi tạm thời cái nền như thế là ổn. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tô màu cho từng phần nhé. Ví dụ như là về cái màu da, chúng ta sẽ chọn ở đây màu xanh đỏ, Ctrl D. Chúng ta sẽ chọn chữ hề và chúng ta chọn về cái phần da mặt, cộng với nhấn Shift và các bạn chọn lỗ tai, nhấn Shift chọn ở đây. Rồi chúng ta đã có da mặt và chúng ta sẽ đơn giản hơn là các bạn sẽ nhân đôi cái layer này lên để chúng ta tô màu, để tí nữa nó không có bị nhầm lẫn với lại cái layer cũ, nó không bị mất phần phần G. Và như vậy thì thực ra là chúng ta chỉ có cái phần mặt này là thôi nè đó. Và cái mặt này các bạn đơn giản nhất là các bạn sẽ chọn cho thầy blending option và các bạn có thể chọn là color overlay đấy, rất là đơn giản. Các bạn muốn chọn màu gì để cho nó thành cái màu khuôn mặt thì các bạn có thể chọn này đấy, như vậy các bạn có thể chọn thay đổi cái màu sắc ở đây chúng nó rất là nhanh. Thế nào đó, các bạn thay đổi màu sắc này. Color overlay nha. Ok, như vậy chúng ta có được cái màu của khuôn mặt. Bây giờ đến màu lỗ mũi nè. Ok, mình sẽ chọn đến lỗ mũi nha. Lỗ mũi các bạn sẽ cũng chọn cùng chọn về cái layer 1 là chọn phần mũi, cũng cần trên G đây. Ví dụ như chỗ này chúng ta để là da mặt ở đây, và chúng ta sẽ tô màu cho cái mũi này cũng tương tự như thế, lên color overlay, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng một cái khác đó là gradient color overlay. Chúng ta sẽ chọn mặt đó. Màu thứ nhất, ok, chọn mặt, chọn lại nhé, màu thứ nhất, rồi màu thứ hai là màu trắng, như vậy trắng ít thôi. Màu thứ hai chúng ta cũng chọn màu, chọn màu, ok, và chúng ta sẽ tô màu. Sẽ thấy nó tô màu như thế nào. Bây giờ mình chọn là tô màu theo cái dạng là gradient, tô màu này, ok, và chọn scale. Đấy. Ok nhé, chúng ta kéo cái mũi lên cao tí xíu. Đấy, và cái màu này nó hơi hơi sáng quá, chúng ta tăng cái màu này lên đậm tí xíu nha. Các bạn thấy nó bóng bóng thôi, đừng có sáng quá nó xấu. Ok, nhưng mà có được cái phần thứ hai rồi. Tiếp tục nào, phần miệng, miệng mình chọn phần miệng nhé, chúng ta chọn chữ hề này, chúng ta chọn phần miệng. Phần miệng thì chúng ta cũng trần không ri lên, ta lại tương tự như thế. Ta chọn color overlay, ta chọn color overlay nha. Ta chọn màu đỏ, chọn opacity giảm xuống đó. Ok, đó là một cách opacity của mình giảm xuống thì nó không còn là màu đỏ hoàn toàn nữa, nó sẽ giảm xuống. Và lưỡi, lưỡi chúng ta chọn chữ hề, chúng ta chọn cái lưỡi cũng tương tự như thế thôi. Ctrl G, ok, color overlay. Tại vì các bạn làm như thế thì các bạn thay đổi màu rất là nhanh, muốn thay đổi màu gì cũng có màu đấy. Bây giờ chúng ta muốn màu tím thì nó là màu tím, muốn màu xanh nó là màu xanh đấy, rất là nhanh ha, làm rất là thuận tiện. Chứ nếu như mình tô màu một lần rồi thì lần sau mình lại tô màu rất khó. Cái này mình không tô, chỉ là color mình chồng lên lại cái màu cũ thôi. Ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn dần từng dần và chúng ta sẽ hoàn thiện bức tranh của chúng ta. Bây giờ chúng ta chọn đến cổ nè, cổ chúng ta chọn chữ hề nha, chọn vào cổ, nhấn Shift nha, cộng thêm, ok, điểm lớn này.
các bạn nhấn phím internet cộng với zoom, và tương tự như vậy chúng ta cũng cần chuẩn gì, chúng ta có ràng một cái đối tượng mới, có ràng một đối tượng mới color overlays. Bây giờ mình chọn gradient đi, chọn gradient, mình chọn màu nó đa sắc, bảy sắc cầu vồng luôn. Cho bạn này sử dụng một cái khăn choàng bảy sắc cầu vồng, và mình sẽ thay đổi cái góc xoay ở đây. Đấy, như vậy các bạn thấy là với cái khăn choàng của bạn này nó là bảy sắc cầu vồng. Scale. Và có thể nó còn giảm dusty xuống. Wow, cũng đẹp nha. Đẹp. Okay. Rồi. Tiếp tục là gì nữa nè? Vịt màu vàng. Vịt thì chúng ta chọn vịt thôi. Chọn con vịt, các bạn sẽ chọn thì chọn thì chọn con vịt ở đây. À, phía dưới này nữa. Đây, mình sẽ chọn thêm lớn lên và các bạn chọn thêm vòng con vịt. Ok. Chúng ta sẽ đổi thành màu vàng. Cũng hợp lý. Ta cần chọn gì? Ta đổi cái màu này thành màu vàng. Bạn nhớ là để nó đổi màu trực tiếp, chúng ta chọn color overlay và chúng ta đã đổi màu được rồi. Nó rất là nhanh. Các bạn muốn thay đổi trong một nốt nhạc, các bạn đã thay đổi được rồi. Muốn màu gì nó ra màu đấy. Muốn màu gì nó ra màu đấy thôi. Chúng ta không cần phải tô đi tô lại gì cả. Đấy, rồi tiếp tục nha. Các bạn chọn mỏ của con vịt, mỏ chọn thêm phần phía dưới này luôn. Đấy, rồi qua phần cái này. Ok, Ctrl G, lại Ctrl G. Color overlay, mình sẽ chọn một cái màu khác chồng lên. Chồng lên, chúng ta có thể sử dụng lại cái màu này. Sử dụng lại cái màu này. Ok. Đấy, chúng ta sử dụng màu. Vậy thì cứ dần như vậy các bạn sẽ tô màu được cho cái bức tranh của chúng ta. Bạn muốn tô màu gì thì các bạn sẽ chọn và tô màu nha. Ok, dừng lớn lên các bạn. Ship vào lại cần trong gì, lại lên lên áp xuống, còn lại color overlay, cứ thế mà chúng ta làm. Đấy, rồi lưỡi này màu tím thì bây giờ cũng là màu tím đi, màu đậm chút xíu. ये मिस्टर जगदीश कुमार गांव सटड़ी जिला मुजफ्फरनगर वाया खतौली से चलाते हुए गैस से चल वैन के द्वारा ये कपलिंग है लोई को बिट दे trong nữa, trong còn tí xíu nữa chúng ta lại chọn một trong rồi trên đề chúng ta chọn một cái này. Ok, Ctrl G. Chúng ta đổi màu cho cái lưỡi bên trong. Lưỡi này chúng ta cho màu đen. Phía trong thì nó tối hơn, đậm màu hơn tí. Ok, vì nó nằm phía trong lưỡi thì chúng ta cho nó đậm màu hơn. Rồi, tiếp tục nha. Màu da. Da của cái cánh tay. Da của cánh tay, chúng ta sẽ chọn cánh tay, nhấn shift, chọn thêm một ngón, hai ngón. Ok. Cần chọn G. Đổi màu. Và cái này chi tiết khá nhiều, cho nên chúng ta làm nó hơi mất công. Còn phải cố gắng, nội da có thể là nó sẽ sẫm màu hơn.
sẫm màu hơn màu của da mặt, mình cũng phải cho nó sẫm hơn tí xíu. Ok, rồi chúng ta đã có một màu da. Và cái phần cổ này, lúc nãy chúng ta chọn 7 sắc cầu vòng rồi, bây giờ chỗ này chúng ta sẽ chọn ở đây để chúng ta thay đổi màu luôn. Bảy, ok, cần làm gì? Cần chọn gì? Các bạn sẽ chọn là color overlaid, được chưa nào? Nếu mà các bạn muốn chọn màu vàng luôn cũng được, nó đi theo con vịt luôn. Như vậy là xong. Rồi bây giờ bắt đầu đến cái áo. Áo của chú hề này, bây giờ các bạn sẽ chọn là một phần chúng ta cho một màu trong G và cũng lại cho color overlay ở đây để các bạn chọn là màu. Như vậy các bạn có thể chọn region nè, màu sắc. Màu thứ nhất thì các bạn vẫn chọn cái màu chúng ta. Ok, màu thứ hai các bạn chọn cũng màu này nhưng mà cho sáng hơn tí xíu. Được chưa nè? Các bạn chọn kiểu to. Thêm mình là to theo cái dạng của cái kim cương. Ok, rồi các bạn sẽ thấy cái màu của chúng ta nó bóng bóng tí xíu, cái áo nó hơi bóng bóng tí xíu chứ nó hơi khác, nó không có đẹp màu đây. Rồi chúng ta chọn tiếp một màu nữa, 2 3 4 5 6. Ok, Ctrl G lên và chúng ta sẽ chọn cái màu cho cái đối tượng này, nó là màu xanh này. Ok, đây. Rồi cơ bản là chúng ta đã làm xong cái chú hề này. Bây giờ đối với lại cái phần bên trong này nè, phần bên trong này chúng ta đang lúc nãy chọn bị thiếu. Ok, rồi nó là nó thuộc cái màu rồi, gần trong G đó thì nó thuộc cái màu của cái áo đó, màu của cái áo này nè. Cho nó đậm đậm tí xíu. Đây, như thế là các bạn đã hoàn thiện được bức ảnh của chúng ta theo cái form dạng mà người ta đã đưa ra cái yêu cầu. Thì thực ra đối với bài này chúng ta làm cũng đơn giản chứ không có phức tạp, vì những bài đầu tiên bạn làm nên là chú ý là cái bài này nó nhiều công đoạn thôi, nhiều công đoạn các bạn phải làm đi làm lại những công việc mà chúng ta thường xuyên. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong rồi với bài tập của chúng ta. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.